Máy của anh Quang nhá, bị rơi gãy một arm. Thì bên em đã thay cho anh rồi. Thì bây giờ máy test cam của anh. Ok, cam của anh ok nhá. Dạ. Rồi, bây giờ cất cánh thử nào. Rồi, GPS ok nhá, đang giữ vị trí rất là tốt. Rồi, ok. Rồi, ok. Đây là cam đây cũng đang ok này. Rồi bay các kiểu luôn, rất chuẩn, rất là nhạy. Sóng rất là nhạy luôn. Rồi ok chính rồi, đi về đá bóng rồi đấy.